Hàng loạt tỷ phú đình đám nhất thế giới ly hôn lúc về già với khối tài sản kết sổ. Dù đã nắm tay nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ, nhưng đến khi về già, vợ chồng những vị tỷ phú này lại quyết định chia tay. Cuộc ly hôn của những đôi vợ chồng này được chú ý bởi thỏa thuận phân chia tài sản đều có giá trị khủng. Một, vợ chồng tỷ phú Bill Gates. Ông và vợ đã chung sống với nhau 27 năm. Ông cũng nổi tiếng là người yêu chiều vợ, thế nhưng vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, vợ chồng tỷ phú này đã nộp đơn ly hôn. Được biết, khối tài sản của gia đình Bill Gates ước tính từ tháng 2 năm 2021 có khoảng 137 tỷ USD. Đây được xem là vụ ly hôn đắt đỏ nhất thế giới. 2. Vợ chồng CEO Amazon Jeff Bezos. Vợ chồng CEO Amazon Jeff Bezos từng là một trong những cặp đôi được dân tình vô cùng ngưỡng mộ. Thế nhưng sau 25 năm chung sống, cả hai quyết định ly hôn vào năm 2019. Theo thỏa thuận ly hôn, Jeff Bezos giữ 75% cổ phần của Amazon. Bà Mackenzie Bezos được nhận 36 tỷ USD cổ phiếu. Cuộc ly hôn đã giúp bà Mackenzie trở thành người đứng vị trí thứ 22 trong số nữ tỷ phú giàu nhất hành tinh. Ngoài ra, bà cũng giữ vị trí thứ 3 trong những người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ. 3. Vợ chồng nhà Bill Gates và Sue Gates. Bill Gates được mệnh danh là ông vua trái phiếu, đồng thời cũng là người sáng lập công ty quản lý đầu tư Filmco. Sau 32 năm chung sống, vào 2016, ông Bill Gates và vợ ly hôn. Cuộc chia tay này đã mang về cho bà Sue Gates 1,3 tỷ USD. Bạn nghĩ sao về những cuộc ly hôn này? Vigo, đi khắp muôn nơi.